cái hoạt động đáng trách của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu phận sự của một linh mục. Như chúng ta đã biết, linh mục là một chức thánh trong giáo hội Công giáo, được giáo hội Công giáo trao cho các chức sắc Công giáo có đủ phẩm chất, trình độ, được đào tạo theo quy định của pháp luật và theo đúng giáo lý, giáo luật, với phận sự thờ phượng và rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, dẫn dắt con chiên sống lương thiện. Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong không những không thực hiện đúng bổn phận của mình mà còn đi trái lại phận sự thiêng liêng đó. Điều đó thể hiện rõ nét qua các hoạt động trái pháp luật của vị linh mục này. Và ông ta đã dùng chính Kinh Thánh để thực hiện điều đó bằng cách đánh tráo các lý luận về tôn giáo và chính trị. Phải nói rằng, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong là một người khéo léo. Chỉ tiếc là sự khéo léo đó không phải để phục vụ Thiên Chúa và giáo dân, mà là sự khéo léo này nhằm phục vụ cho những ý đồ đen tối của riêng cá nhân vị linh mục này. Có thể thấy từ đầu năm đến nay, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong luôn lợi dụng các buổi rao giảng trên nhà thờ của giáo xứ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà để xuyên tạc, lồng ghép các yếu tố chính trị. Trong buổi lễ ngày 17 tháng 1 năm 2017, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã rao giảng rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng ta là một cuộc chiến để tranh giành quyền lực và lợi ích nhóm. Điều nực cười là vị linh mục này đã nhân tiện. Vâng, đó thật sự là một sự nhân tiện vụ việc cụ rủa Hồ Gươm chết. Đó là điều bình thường trong vòng quay của sinh tử, để xuyên tạc rằng sự kiện đó, sự kiện cụ rùa chết, chính là điềm báo về sự đấu đá nội bộ kinh hoàng trong Đại hội Đảng lần thứ 12 trong đầu năm vừa qua. Linh mục Phong không đáng là một linh mục, thậm chí không đáng là một giáo dân bình thường khi cố tình dùng các điển tích và lời dạy của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh để xuyên tạc về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Đây thực sự là một cách đánh tráo lý luận về tôn giáo chính trị với âm mưu bỉ ổi. Trong buổi lễ ngày 26 tháng 3 năm 2017, linh mục Phong đã mượn lại lời của linh mục Vũ Khởi Phụng, đó là chúng ta đang tiếp tục sống trong mầu nhiệm của cuộc thương khó khi ví sự thương khó của Chúa Giêsu với đời sống xã hội Việt Nam. Linh mục Phong còn cố tình đánh tráo sự thương khó của Chúa Giêsu khi nói rằng việc du nhập chủ nghĩa xã hội và việc người dân bị cưỡng bức chấp nhận ý thức hệ vô thần đã xảy ra đất nước chúng ta vào một mùa thương khó triền miên, và cuộc thương khó ấy kéo dài đến nay đã 60 năm khi đất nước ta suy kiệt. Chúng ta giải thích câu chuyện đau đớn của dân tộc này như là một sự an bài của tạo hóa và đổ trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Đúng là cuộc sống của một bộ phận người dân Việt Nam còn khó khăn. Trong xã hội còn tồn tại những tiêu cực, nhưng dân tộc ta đang vươn lên bằng chính bản lĩnh và trí tuệ của một dân tộc anh hùng để xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh, cũng như Chúa Giêsu đã vượt qua những cuộc thương khó của mình để đem tình yêu thương và sự tốt đẹp đến cho con người. Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong còn sử dụng hình ảnh của người mù được Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh như cách tượng trưng cho người dân đang nhắm mắt, đang bàng quan trước vận mệnh của dân tộc. Cái vận mệnh như vị linh mục này nói, những người lãnh đạo đất nước, nếu các vị tiếp tục chủ trương một cuộc chiến tranh giai cấp không khoan nhượng với chính đồng bào mình để kéo dài sự thống trị trên quê hương Việt Nam, thì khi dân tộc mất, quyền thống trị cũng mất, và lịch sử sẽ ghi dấu ngàn đời về những con người bất nhân, bất kính với tổ tiên. Đây thực sự là việc xuyên tạc và vu cáo đáng khinh bỉ, vì nó nằm nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ chính quyền của nhân dân, mà như chúng ta đã biết, phải nhờ gắn bó mật thiết giữa đảng và nhân dân, dân tộc Việt Nam mới đánh bại được các cuộc xâm lược của kẻ thù hùng mạnh, từng bước xây dựng đất nước phát triển như ngày nay. Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong có đáng bị bắt? Thực chính sách về tự do tôn giáo, tín ngưỡng của đảng và nhà nước ta thường xuyên lồng ghép các thông tin sai lệch, xuyên tạc với mục đích xấu, với mục đích mưu đồ chính trị cá nhân. Ông ta còn lợi dụng sứ điệp ngày 8 tháng 12 năm 2016 của giáo hoàng Francisco kêu gọi lập lại trật tự xã hội bằng hình thức đấu tranh bất bạo động nhằm xúi dục tác động đến giáo dân và gia đình họ, một bộ phận của dân tộc Việt Nam đứng lên chống lại đảng, nhà nước. Và để tăng phần thuyết phục, vị linh mục này không ngại nói dối những con chiên của mình và nói dối ngay với Thiên Chúa khi xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta là sai lầm, chỉ nhằm tranh giành quyền lực và lợi ích nhóm. Ông ta đang nhận xét một cách ác ý nguyện vọng của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam, và con đường là con đường sai lầm đưa đất nước ta đến diệt vong. Vị linh mục này cũng thường xuyên xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, cuộc kháng chiến đổ biết bao xương máu của cha anh để chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Mà ông ta cho rằng cuộc chiến chống Mỹ chính là cuộc chiến tranh phi nghĩa, quân đệ tương tàn, chiến tranh xâm lược. Chúng ta thấy rõ các hoạt động của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong
đã phạm vào điều 87 tội phá hoại chính sách đoàn kết và điều 88 tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Hiện nay, dư luận người dân ai cũng muốn bắt linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong để xử lý theo pháp luật nhằm để thể hiện sự nghiêm minh của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhưng đến nay các ban ngành chức năng chủ yếu xử lý hành chính kết hợp với tuyên truyền tác động nhằm chuyển hóa thái độ cực đoan chống đối của vị linh mục này. Đây không phải là sự nhượng bộ của chính quyền mà là thể hiện sự nhân đạo của Đảng và nhà nước ta. Chúng ta vẫn mong từ trong sâu thẳm trong lương tri con người của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong vẫn là sự lương thiện, là niềm tự hào của dân tộc, là nguyện vọng đóng góp sức mình vào sự xây dựng sự nghiệp và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng nếu linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cố tình không hiểu để sống tốt đẹp hơn mà tiếp tục có hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức thì việc bắt giữ Nguyễn Ngọc Nam Phong là việc phải làm.